Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã thực hiện bắt tạm giam đối với Ngô Bá Khá, chủ kênh YouTube Khá Bảnh với gần 2 triệu lượt người follow để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Và trong đêm qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương tiến hành khám xét nhà của Ngô Bá Khá ở thị xã Từ Sơn. Qua khám xét, thì lực lượng công an còn phát hiện thêm một số giấy tờ liên quan đến hoạt động vay mượn tín dụng đen và lô đề. Xét nghiệm nhanh thì đối tượng này cũng dương tính với chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra xác định Ngô Bá Khá có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Cho đến sáng nay, thì cơ quan điều tra đã bắt 4 người tham gia đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề của đối tượng này. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã lập biên bản làm rõ việc đối tượng Khá tự đập phá, đốt xe máy rồi đăng video lên mạng xã hội. Đối tượng này cũng vừa bị Cục Cảnh sát Giao thông phạt vi phạm hành chính 5,5 triệu đồng về hành vi dàn hàng ngang cùng một số người để chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, bị tước bằng lái trong 2 tháng.